Đồ gỗ đồ thờ Thành Khuyên kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì trong một video clip tiếp theo, Thành Khuyên chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một bộ sập thờ siêu khủng được chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một vị khách trong thành phố Thanh Hóa. Thì chúng tôi cũng xin phép được giấu tên là để tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Đấy, thì đi vào thông số kích thước kỹ thuật thì bộ sập thờ này có chiều dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17, chân vuông 24, và chiếc bàn cơm có chiều dài 1m27, rộng 61 và cao 47, được chúng tôi làm với chất liệu hoàn toàn bằng gỗ hương đá, là một loại gỗ là cực kỳ được nhiều vị khách hàng ưa chuộng trên thị trường hiện nay, và cũng đã đến cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên chúng tôi đặt rất nhiều. Và cái mẫu sập thờ này là mẫu sập thờ mai điểu chân 24. Thì tại lý do tại sao tôi lại nói là bộ sập thờ này là bộ sập thờ siêu khủng, thì cái thứ nhất là đi vào thông số kích thước kỹ thuật, cái chiếc dạ tiền này của chúng tôi được làm với chất liệu dày 10 phân và đục tay thủ công. Đây là bộ sập thờ nguyên khối, dạ tiền 10 phân, dạ ngang 10 phân, cổ, phần cổ toàn bộ cũng đục tay thủ công hết. Đây, mọi người có thể nhìn được chi tiết đây. Hàng liền khối dày 10 phân ở chiếc dạ tiền này. Thì đây là bác cũng đã về kiểm tra mộc và cũng đã rất ưng ý về bộ sập thờ mà chúng tôi làm cho bác. Nét đục của chúng tôi là rất khác so với những cơ sở trên thị trường, rất chi là sắc nét và cành bông, từ những bông hoa mai hay những cành cây cũng vậy, rất chi là đẹp cho mọi người. Bên trên đây chúng tôi bực cổ dòng trầu, đây là một chiếc cuốn thư, kèm theo đó thì chúng tôi đục tùng cúc trúc mai, hàng dày dặn rất chi là đẹp. Đấy, hàng rất đẹp luôn nhá. Đây, cái này là một, đây là cái chân đây, chân của sập thờ. Hàng chúng tôi tuyển lựa gỗ rất cẩn thận và đều màu. Gỗ hương đá này thì màu chúng tôi để mộc như này màu rất là đẹp. Đấy, đây cũng vậy, phần dạ ngang đây chúng tôi làm dày 10 phân nhé. Đây, toàn bộ đây là dày 10 phân, chúng tôi không đục chắc. Đấy, những bàn phổ thông thì khách hàng thường làm là đục chắc kênh bong, nhưng đối với bộ sập thờ này thì chúng tôi ba cái đã đặt, chúng tôi đặt nguyên khối liền 10 phân và kênh bong sắc nét. Đấy, hàng chúng tôi đục rất là đẹp. Phần giữa là chúng tôi đục cũng hồng, hai bên là nhị hồng và những cái mấu cây, rất đẹp luôn. Đây, phần bên trên cũng vậy, cẳng cỏ đây chúng tôi cũng đục tay thủ công. Đấy, từ những con bao loan đây cũng vậy, đây chúng tôi làm rất chi là dày nhé, và toàn bộ là đục tay thủ công. Khuôn tranh chúng tôi làm dày 5 phân, ván mặt là 2 phân. Hàng chúng tôi lựa chọn vân rất cẩn thận, gỗ già, hàng trần trọi, mọi người có thể nhìn được đây, rất là đẹp nhé. Bắt đầu tháng 3 âm lịch này chúng tôi sẽ bàn giao sập thờ cho bác cùng với một chiếc bàn cơm, đây cũng là hàng mai điểu với chất liệu hoàn toàn gỗ hương đá.
nó chỉ là đẹp cho mọi người. Chị bác có đặt chúng tôi hai bộ sập thờ đấy. Đây và phía bên này nữa ạ, cũng là hàng mai điểu cùng một kiểu mẫu, nhưng mà ở phần dạ này là chúng tôi là dạ 5 phân đấy, đục chắp lên là vào khoảng 12 đến 14 phân, nhưng mà đấy, đối với bộ sập thờ này là bộ sập thờ chúng tôi chắp lên. Thì cái bộ sập thờ này là trước là bác ấy về trực tiếp bác ấy ký nhận, và sau đó là bác ấy đi đặt kèm theo bộ sập thờ này, bác ấy đặt để chúng tôi nay hoàn thiện xong. Rồi dạ 10 phân liên khối à, quá rất chi là đẹp luôn nha mọi người. Thì sau cái video này thì chúng tôi sẽ mang đi phun sơn đấy, hoàn chỉnh cho bác ấy. Chúng tôi còn phải lót sơn qua 4-5 nước nữa, chúng tôi mới có thể bán giao được cho bác. Đối với tất cả những khách hàng đặt hàng tại cơ sở đầu mối Thành Quyên chúng tôi, thì quý khách hàng cứ yên tâm về chất lượng, về sản phẩm của cơ sở chúng tôi. Chúng tôi luôn đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu. Bên trong này cũng còn cái khách hàng này còn rất nhiều vật tư vô đối. Thì khách hàng nào có nhu cầu muốn sắm cho gia đình mình hoặc nhà thờ của mình bộ sập thờ vô tư vô đối đẹp, hãy liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Thành Quyên chúng tôi qua số điện thoại 0398 949 884, hoặc có thể trực tiếp đến cơ sở chúng tôi đặt tại địa chỉ làng nghề mộc La Xuyên Vàng thuộc Sái Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi cũng rất mong muốn quý khách hàng nào ở gần có thể về trực tiếp cơ sở chúng tôi để được tư vấn cụ thể, mà quý khách hàng nào ở xa thì có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể cho quý khách. Thì chúng tôi những sản phẩm như thế này chúng tôi quay như thế nào thì nó đúng như vậy, đảm bảo với quý khách hàng chúng tôi là trần trọn dày dặn. Chúng tôi cũng rất cảm ơn quý khách hàng đã xem video clip của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video clip tiếp theo.